Ok, và xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của mùa 9 và cùng nhau xây dựng những đội hình mạnh nhất của mùa 9 nha anh em. Rồi, mình đang vote vào cái vùng đất của Ionia, Hồ Mơ Mộng. Theo số đông thì chúng ta đã có được Hồ Mơ Mộng rồi. Trong trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện một cái ý tưởng rất là bá của một bạn đã bình luận ở trên kênh YouTube của mình, đó chính là làm về Zeri 3 sao kết hợp với 3 cuồng đao Gosu. Tại vì trong cái video lần trước ấy, mình có làm về Azir này, mình có làm về Heimerdinger này, nhiều anh em rất là thích con Zeri, mà để xem là cái lượng tốc độ bắn của nó sẽ như thế nào khi mà kết hợp với 3 cái cuồng đao Gosu. Cái ý tưởng này mình nghĩ khá là chất lượng, cho nên là mình sẽ thực hiện ngay. Wow, khởi đầu thì có Maokai, Viego, Irelia. Những con quần đảo bóng đêm kiểu Maokai đấy, tôi thấy kiểu nó trâu vãi cả bìu, trâu vãi nồi ở những giai đoạn đầu game luôn. Cho nên là phải bắt vội thôi. Đây, đây. Đấy, ui rồi ôi. Chút nữa mà lên kiểu Viego 2 với cả Maokai 2 thì thôi, bất tử. Mà bây giờ là mình có ba đôi thông rồi đây này. Xem là ba đôi thông này sẽ có con nào hay sao hay không. Xét về mặt của kỹ năng của Zeri thì đây là một trong những cái vị tướng mà carry hiện tại đang được rất là nhiều anh em ưa chuộng. Bởi vì kỹ năng nội tại của nó tiêu diệt kiểu kết liễu mục tiêu dưới 13% máu. 13% máu nhìn vậy thôi nó sẽ rất là khủng khi mà nó có được những cái luồng bắn sát thương diện rộng. Đấy. Cho nên là hơi bị kinh. Cái trận này thì mình cũng đang lựa chọn một cái huyền thoại, đó chính là huyền thoại của Tam Ken. Đây, với huyền thoại của Tam Ken thì đây chúng ta có AFK bắn tỉa, xem nào, có một gậy nó cũng ngon này, tiếp sức à, đặc quyền phù gia, trẻ khỏe tự do, mình sẽ lấy AFK luôn nhé anh em nhé. Sắp xếp đội hình một chút nào, đây, như này là hợp rồi đấy. Thì Orianna 2 lắp đồ gì không? Một cái dây chuyền trục tội thì mình nghĩ là cũng không ngon lắm ở thời điểm này. Ơi, sau 3 vòng đấu anh em không được làm cái gì cả thì sẽ nhận được 18 tiền. Đây là một trong những huyền thoại của con Tam Ken. Anh em có thể lựa chọn những cái huyền thoại khác nhau, nhưng mà tôi thấy rất là thích với cái huyền thoại của Tam Ken này, bởi vì đa số là nó sẽ rất là nhiều vàng các bạn ạ, và chơi rất là thích. Ai đời, ai gánh trò? Nhà này thì có chó gắt 2 sao kết hợp với 2 thiện xạ, như này thì anh em mình bao thua rồi, thua toàn tập này, là bấm tấm bị thua bầm mắt luôn. Ô, nhưng mà Maokai cơ, Maokai trông bất thường ấy. Orianna thì mình nghĩ cũng chỉ làm cái bia đỡ đạn cho mấy bọn thiện xạ này. Mình sẽ lấy một cung gỗ. Với 3 trận thua thì những cái phần AFK này thì mình cũng không có bình luận gì nhiều. Tại vì AFK thì nó hơi chán các bạn ạ. Mình cũng chả xếp đội hình được, chả lắp đồ được, là chả làm bất kỳ một cái điều gì. Chán vai. Ok, chúng ta có một cung ở đây rồi, và mình sẽ làm luôn một cái cuồng đao Gosu nha. Zenith này. Ui, 18 tiền. Vàng về ngập mồm. Mình sẽ bán con này đi. Wow, Rek'Sai thì nó cũng chỉ một vị tướng 3 tiền mà không, hiện tại không 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 kích hoạt được hệ gì. Rồi, 2.5, 3 trận thua và có một cuồng đao Gosu. Khởi đầu như này thì mình nghĩ khá là hợp lý rồi. Và xác định Gron tìm Zeri 3 sao thì chúng ta sẽ cần phải có được cấp độ 8. Gia đình văn hóa. Nhà này thì không khéo là mình bị thua hơi đậm này. Level 5 rồi. Zaun kết hợp với những con can trường à. Chó gắt thì trâu vãi. Cố lên. Hay quá, đấm được thêm một con chó gắt nữa. Một con nữa không? Một con nữa không? Một con nữa không? Ừ, thua nhẹ như này thì chúng ta càng có nhiều lợi thế hơn. Nhưng mà chẳng qua là không có Piltover mà thôi. Nếu mà có Piltover nữa thì quá đẹp, phải không nào?
bể bầy máu. Zinix 2 không? Ồ, chúng ta chỉ có Chitana với Z thôi. Poppy, Kale, Z với con Jerry thì mình sẽ chơi kiểu hai bắn tỉa thôi và củng cố thêm cái gian phòng thủ cho nó, bởi hai con bắn tỉa thì nó đã gồm có Jerry và con Zinix rồi. Hai con này thì nó lại cùng một tộc hệ nữa là hệ Zaun thì kết hợp với nhau quá chuẩn bài. Galio 2, trời ơi. Ăn gì mà trâu chứ vậy ông thần ơi. Galio này nó kiểu gồng lên anh em, giảm rất là nhiều sát thương nhận vào. Thôi xong rồi. Đánh được thêm thanh niên Poppy không? Khó luôn. Trời ơi, biết ngay là đi nguyên sàn mà. AFK xong mất tận đến 20, à không, 32 máu ạ. Đào vãi. Lên cấp 5 nào. Trận này thì có vẻ như tiếng gọi của Zaun gọi tên anh em mình rồi. Không chơi hơi phí. Ba Zaun. Việc còn lại của mình chắc là tìm kiếm Jerry sớm thôi. Và nhân tiện đây, anh em nào mà có yêu thích đội hình gì và muốn mình làm về cái ý tưởng như thế nào thì hãy bình luận ngay cho mình biết nhé. Mình sẽ trả lời tất cả những cái comment của anh em, tất cả những cái ý tưởng của anh em và chọn lọc ra những cái đội hình nào chất nhất để mình có thể thực hiện trước. Ý tưởng nào hay đọc lại thì mình sẽ làm trước mà. Và nhớ đừng quên ấn like và đăng ký kênh để mình có nhiều động lực sản xuất những cái video chất lượng và thực hiện nhiều ý tưởng hay cho anh em hơn nữa nha. Và nhớ ấn thêm quả chuông mỗi khi mà mình ra video mới nhất. Anh em sẽ là người đầu tiên nhận thông báo. Biết đâu cái ý tưởng tiếp theo của mình sẽ lại là cái video của anh em sao. Ý tưởng của anh em sao đúng không? Ồ, JC luôn. Mình sẽ kẹp thêm 3 Piltover này vào. Gì chứ nhắc đến Piltover là chơi thích lắm. Orianna thì mình có 2 sao rồi. Không nhất thiết phải lên 3 đâu. Với Ugot thì nó lại là một trong những cái con đấu sĩ và gây được sát thương. Đấu sĩ gây sát thương. Con này thì chắc là kiểu lắp quyền năng ấy. Những cái trang bị vừa có khả năng gây sát thương mà phòng thủ cũng khá ổn. Ui, thắng được round này luôn à. Bạn này mới lên vật 5 vậy. Đùa. Thôi không sao. Bây giờ là bắt đầu win được rồi. Máu của chúng ta 68, thanh niên này 69 à. Hình như bạn này đang muốn roll tìm Ionia. Nhưng mà tôi thấy bắt rất là nhiều hư không nha. Không khéo là xoay bài sang hư không cũng nên. Ngân sách cân bằng. Bắn tỉa xong đấu, mình sẽ lấy ngân sách cân bằng để có thể sớm lên cấp độ 8 mà tìm Jerry. Đây, bàn tay công lý đi. Đài máu luôn. Khương Duy. Hùng Hoa Hồng. Hùng Hoa Hồng chắc là người anh em của thầy Huấn Hoa Hồng. Một stack coi. Trận này thì nếu mà có 3 Piltover sớm thì nó lại là đỉnh cao hơn nữa các bạn nhỉ. Nhưng mà nhìn qua về cái tốc hệ Piltover này thì mình đánh giá là anh em sẽ phải bán máu để có thể chơi ấy. Cho nên là cũng hơi bị nguy hiểm. Anh em là thật phải cứng tay mà. Cứng tay lên chơi. Ai Ajabu. Nhà này thì có Demacia. Lắp luôn cho con Cassiopeia luôn rồi. Mà lại nó sớt mà lại lắp cho nó Cassiopeia à. Không được nha. Hai bên này là kiểu nó sớt với cả Demacia là kiểu này gato nhau à. Solo luôn. Solo luôn. Zinix. Ui. Tôi bắn được nhấc cái súng lên một phát mà đã bị bay màu rồi. Cố lên, cố lên. Nice. Giờ là giữ máu cũng được. Quan trọng vẫn là giữ máu đi. Chúng ta có Vi này. Đấy. Ngân sách cân bằng là có tiền ngay về. 89 máu, 4 Zaun.
có một bạn chơi Zaun cạnh tranh với mình à? Azir ba cuồng đao thì mình làm rồi. Anh em thích con nào ba cuồng đao nữa không? Bình luận ngay cho mình biết nhé. Tôi là bây giờ muốn thực hiện nhiều những cái ý tưởng kiểu ghê ghê, nó độc lạ một chút. Anh em nghĩ sao về Warwick ba cuồng đao? Warwick thì mình nghĩ anh em nào cũng có thể thực hiện được rồi ấy. Nhưng mà để có thể giành được vị trí top cao thì cũng hơi khoai đấy. Hơi khoai, hơi săn đấy. Xem nào. Bắn đi, bắn đi. Thôi xong. Mấy nhà này khỏe vãi. Không ổn rồi. Lý do mình thua ở thời điểm hiện tại thì thứ nhất là mình sẽ chưa giải tiền, thứ hai là chưa tối ưu lắm. Mình sẽ ưu tiên gậy hoặc là cung thôi. Mà không có cung à? À đâu, có một cung ở trên người con sét kìa. Nhưng mà gậy ra xua thì nó nhiều tiền hơn. Nhưng mà tôi sợ là cung nó hiếm hơn ấy. Tại vì cung thì anh em kiểu lắp nhiều đồ như diệt này, với cả là quyền năng các kiểu ấy. Thôi, con này nhiều tiền thì anh em mình lấy. Cứ nhiều tiền mà chơi đẻ. Sợ cái rẻ. Lên luôn cấp đây. Cấp 7 còn 50 tiền vòng 3.5. Này mình sẽ ném luôn cho Zinix. V 5 Piltover đi. À đây đây, thay con V vào đây đi. Thấy con Ori này nó hơi phè đấy anh em ạ. Gia đình văn hóa. Này khả năng cao sẽ các bạn Khương Duy. Phải không? Không phải. Mình gặp Mưa Moon à. Nhà này thì quần đảo bóng đêm kết hợp với thách đấu luôn à. Ghê đấy. Hanski. Ui dồi ôi. Bắn đi nào. Hay quá. Bây giờ thì kiểu tôi cũng thích kiểu nửa thắng nửa thua cơ. Mà Red Game lại không nghĩ ra cho anh em mình một cái lõi kiểu nếu như bạn có chuỗi caro thì bạn sẽ được một cái lượng tiền nhất định gì đấy. Tại vì anh em nghĩ là cái chuỗi caro này cũng hơi bị khó đánh ấy nhở. Chuỗi caro này kiểu nửa thắng nửa thua là cũng hơi khoai nhá, không đùa được. Mẹ tự dưng ra gì à? Nam Zaun, nếu mà không thực hiện ý tưởng của anh em thì bây giờ tôi đã xoay bài sang Azir Surima ấm no luôn á. Đồ của Zidik này chỉ cần lắp cho nó cuồng đao này, căng bảo thạch này, đấy. Gia đình văn hóa này bắt nhiều vi đấy, đấu sĩ à. Ui, đồ của Zidik này nó lại lực hơn đồ nhà mình nhiều lần luôn. Rain On à. Ai à, khoai khoai khoai. Mà chênh lệch về cái lượng sức mạnh trong đội hình. Số đông. Nhìn người anh em này thực chất là không có tuổi luôn. Cứ bình tĩnh đợi. 59 máu mà đứng ở top 5 như thế này cũng hơi hơi sợ. Đây rồi, nhân vật chính trong trận đấu ngày hôm nay nó tự mò đến các bạn ơi. Quá đã luôn. Zenith này thì tôi đang muốn lấy cái biến đổi của con Ugot sang cho Zenith, à sang cho Zeri ấy anh em. Nên không? Biến đổi cho Zeri à? Biến đổi thứ hai thì mình ném cho Echo rồi. Biến đổi tốc đánh thì mình nghĩ cho Jerry sẽ ổn hơn. Lại gậy, trời ơi. Đây ơi, may quá có một cung. Hợp lý, gậy lấy hợp lý đấy. Con gì đây? Nice. Có vẻ như tiếng gọi của vùng đất Ionia cũng giúp cho mình có thêm một Jerry. Hợp lý. Ai gánh cho? Anh em Khương Duy. Giờ là chuẩn bị slow roll thôi nào. Nếu như mà bây giờ có mấy cái lõi mà liên quan đến roll nữa thì thôi anh em mình roll mệt nghỉ luôn nhở. Kiểu vòng 4 này mà còn 50 tiền mà lại level 8 này thì thôi. Cứ roll đi,
vì cuộc đời cho phép. Chó gắt 3 sao. Lựa chọn luôn cho mình là một cái bài đấu hư không. Căng đấy. Hư không chó gắt nhưng mà đồ random này hơi thiếu đồ thủ nha. Ui, Jerry nó giật này anh em này. Giật, 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 giật. Đấy. Kết liễu kẻ địch dưới 13% máu. Nội tại của Jerry là như vậy. Và để có thể chơi được cột mốc 6 Zaun thì anh em chúng ta cần phải có thêm được một Zaun nhân tạo nữa. Thế thì để xem có ấn không. Ui, vương miện luôn à. Tiền tiền tiền. Lên không? Lên không? Vé trúng thưởng luôn này. Ừ, vé trúng thưởng này ngon hơn luôn á. Thứ chất là tôi đang muốn roll tìm cái lõi này. Chứ 6 Zaun thì tôi chưa chắc đã thắng được. Nhưng mà Jerry 3 sao thì chắc chắn là thắng nha. Hoa tiễn. Ờ, hỏa tiễn xương cá 29. Ừ, ngon. Ba biến đổi cơ. Không biết là biến đổi thứ ba là cái gì. Cũng hơi tò mò về những con Zaun như thế này. Check map cẩn thận cái. Ai. Nhà này chơi Samira có ổn không đấy. Samira, thậm chí Samira còn chưa ba nữa thì đánh đấm gì. Thôi xong. Ui dồi ôi. Mạnh thế. Với nhà Noxus này khi mà có chuỗi thắng thì đúng thật là hơi mệt. Vai. 4 Zaun rồi vẫn thua à. Ai 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 ai, chắc phải Jerry 2 nha. Jerry 2 cái đấy nha. Ôi ôi ôi, để Marcia và Dũng Sĩ. Một trong những cái team com mà đội hình Garen Super Carry. Đây mình sẽ phải đổi cái cánh tay robot này sang cho Jerry nhá. Mẹ trừ trừ còn Ugot này 2 cũng hơi tiếc. 33% tỷ lệ thêm một đòn đánh. Yasuo 2 lên đây chơi tạm nhá. Ui, Jerry 2 được rồi. JC 2 luôn này. Ui, lắm mù gót vai. Thề luôn. Bàn tay công lý cứ ném cho u gót đi. Ghét trời nào trời cho của đấy. Ghét Jerry. Cho mình Jerry đây. Nhà này thì lại lên thêm một slot nhưng mà anh ta lại tính lắp cái ấn thách đấu hay sao á. Ma pháp nhựa cây. Đòn đánh tiếp theo hồi lại 220 máu. Nhìn chung thì con Maokai này thì cũng kiểu ok cánh tim ở giai đoạn đầu game thôi. Trừ late game mà gặp mình mấy con nào sốc đam phát là hẹo luôn cày. Lắc gì à? Lắc thì nhìn hài vãi. Đi chợ nào. Trong video chợ lần này cái cung nữa trên người của Achok. Nhưng mà rất may khi mà có một cung nữa trên người của Ace. Please đừng. Mảnh ghép cuối cùng trong game đấu ngày hôm nay của tôi. Rồi. Vậy là mình đã có được 3 cuồng đao dành cho Jerry rồi các bạn ơi. Quá ổn áp. Mưa Moon Ayabu. Nhà này thêm một Demacia nữa là hơi mệt đấy. Echo 2 à. Lên tạm đi. Rồi. Rồi. Hợp lý quá nhở. Giờ thì cứ roll nhẹ nhẹ. Roll từ từ. Không bỏ qua tướng là đẹp rồi. Thì Hex thì chỉ có 11 stack thôi. Nhưng cũng giúp cho đội hình chúng ta cảm thấy đông người mà tự tin hơn. Quần đảo bóng đêm mà thách đấu à. Đúng bài luôn này. Đúng đúng bài luôn. Nhưng mà Kalista sợ lại lắp bùa xanh thế này. Có ổn không? Kalista mới vào bùa xanh kìa. Ui, nó găm giáo nhiều vãi. Ui. Ui. Hai phát găm. Ui.
Mà Kalista thì tôi thấy hay chơi theo cái phong cách mà cuồng đao mà đúng không? Nhưng mà kỹ năng của Kalista hình như mà khi nợ nó sử dụng vào người của con nào ấy, nó cho một đống giáo vào người luôn. Hóa ra là mưa môn thích chơi trội, thích chơi kiểu những cái thứ mới mẻ đúng không? The Wame Echo này. Ui. Jerry. Tôi bây giờ chỉ cần Jerry thôi. Đúng rồi. Cứ thêm đi. Đây. Rồi mà cứ đều đều như này thì có phải xịn xò con bò không? Anh em nhờ. Có phải xịn xò con bò không? Nhà này thì chơi Demacia kết hợp với một chút Teemo à? Một chút kiểu pháp sư liên chú. Không roll vội là đi đấy. Mà Jerry của chúng ta bắn lực chưa? Nhìn này. Ui 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 ui. Vãi nồi tưởng súng mà nhìn súng như đồ chơi nhưng mà lại gây ra một cái luồng sát thương không thể nào mà tưởng tượng được. What the fuck? Cái gì đây? Ở đâu ra mà một phát hai con Jerry như thế? Đùa tôi sao? Vãi cả trưởng ạ. Ui. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Tại sao trận này nó roll dễ nhờ? Thề luôn á. Roll bao dễ luôn. Ừ, hình như là trận này ít anh em cạnh tranh cho nên là bảo sao roll dễ thế. Mày đấy. Một cái tụ bão cho Jerry luôn không? Jerry! Trời ơi, lại là Heimerdinger à. U God 2. Yasuo ra cũng hơi lắm nha. Mình chỉ cần một con Jerry cuối cùng thôi. Lại là U God ạ. U God sắp 3 cho nên mình cũng sẽ ưu tiên Gwen, Azir. Lại là U God. Gì đấy? Đố tôi hả? Heimerdinger làm gì? Đây, tụ bão này. Một cái quyền năng này. Đấy. Nhà này thì lại xoay bài sang ấy rồi. Nó không, nhà này tính kiểu chơi những con hư không mà bạn 3 sao anh em. Nhưng mà hơi khó. Trận này là có nhiều người cạnh tranh bài hư không. Thế nên roll thì mệt lắm. Lắc kìa, lắc đồ đẹp ấy. Ồ. Thôi xong rồi. Hùng Hoa Hồng cũng có quá nhiều đối thủ cạnh tranh những cái mặt hàng như Poppy. Cho nên roll rất khoai. Đến lúc rồi, lên đi em ơi. Jerry 3 đâu rồi? Một con cuối cùng nào? Đấy rồi. Đúng là vé trúng thưởng. Rồi 100 phát thì cũng được trúng thưởng một phát chứ đúng không? Giờ thì chuẩn bị cho bốn bắn tỉa vào nhá. Nhà này thách đấu đây. Ấy chà. Giật, 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 giật. Ui, giật đau vai. 7.000 sát thương. Chỉ rơi vào tầm khoảng chưa đến 10 giây thì đã bắn nát cho đội hình của người anh em mưa moon bay màu luôn. Sáu Zaun à, nhà này cũng chơi Jerry mà mình lại đôn hết hàng luôn rồi, tội vãi. Còn hàng đâu mà chơi. Hết hàng rồi, lấy đâu hàng đâu mà chơi đây anh em. Mình lên Jerry 3 ở nhà kia chắc là mãi Jerry 1 quá. Mà không chắc tầm phải Jerry 2 ấy. Đội hình bắn tỉa và Zaun chắc là cũng quá quen thuộc với anh em rồi. Là một trong những đội hình cũng giúp cho anh em leo rank cũng rất là ổn đấy. Đây. Nhà này cũng level 8 chứ đâu phải ít ỏi gì đúng không?
Để xem nào. Ừ. Level 8 không chịu roll, đến lúc mình roll hết rồi thì chắc ngợp luôn. Ngợp, ngợp, ngợp. Xổi ơi, bắn như thế. Nice. Hợp lý. 48 máu, cái nhà này giữ máu đỉnh thế. 7 Demacia và 4 dũng sĩ. Lượng sát thương đầu ra thì đa số là nhờ lắc với cả con Garen. Lại cuồng đao à? Mẹ, hai cái cuồng đao luôn chứ. Mình sẽ lấy Ugot đi, sắp Ugot 3 rồi. Mà không, Ugot 3 luôn rồi ạ. Thôi xong rồi anh em, song sát trong Zaun này. Tôi tưởng là còn tầm 2 3 con nữa cơ. Hóa ra là vừa đủ luôn, vừa khít luôn. Thế mới đi G2 luôn. Đùa. Game gì mà nó chơi nó dễ. Nó dễ anh em ạ. Module thu nhỏ, máy bảo vàng. Lại máy bảo vàng tiếp cho mình. Cứ lấy màu vàng thôi. Đấy. Giờ là mạnh thì cũng mạnh quá. Để vàng anh em mình chơi chơi nhá. Chuyển sang bên này cho cái máy bao vàng nó thêm tốc đánh này. Rồi, ngày này có một cái nhân bản tướng cỡ lớn. Không biết là anh ta sẽ sử dụng vào vị tướng nào. Mãi nổi ra bàn nhìn ác thế. Thôi, nhưng mà Jerry này thì nó bắn kiểu không sợ trời, không sợ đất luôn ấy. Bây giờ chỉ sợ mấy con 5 tiền 3 sao thôi. Chứ 4 tiền 3 sao, nhà mình có tận 2 con. Trong cái đấy thì KVSK99 cũng đã bị thua trước bản sao của Ajabu. Đội hình của anh ta thì cũng có 6 Zaun và 4 bắn tỉa. Quá ghê rồi. Em cùng chiêm ngưỡng cận cảnh con Jerry 3 sao và 3 cuồng đao. Nhìn cái súng như kiểu súng nhôm nhựa ấy nhở. Bắn gì mà nó bắn ghê vãi nồi. Cục bắn vài phát thôi là nát, nát hết cả tim rồi. Vãi nồi, nhà kia lên cấp 9 rồi à? Lấy cấp đèn người đây sao? Nhưng chắc bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ thôi. Đi ngủ chắc dậy chắc cũng khéo cũng top 1. À, nhà này cứ đứng xem mình hoài ở. Ôi ơi, nhiều đam ấy, quá rồi. Jerry thì nó dắt đến tận đến những con đằng sau luôn. Cho nên là anh em mình cũng không phải sợ gì nhiều. Nhà Demacia này dãy chắc không kịp rồi. Ô, ở đâu chui ra con Aatrox thế là bị thua lại kìa. Hay nè. Hay. Giờ không biết mình drone cái gì nữa. Máy bao vàng thì bây giờ cũng 3 cái rồi. Mà T-Hex bán đi thì cũng được thôi, nhưng mà bán nó bé quá anh em ạ. À. Nuôi đến giờ mà nó bé vãi. Bán đi thì hơi tiếc. Anh em nào mà đã xem đến đây rồi thì hãy nhớ để lại cho mình một cái ý tưởng nha. Hoặc là một ở bình luận bất kỳ. Mình sẽ trả lời tất cả những cái bình luận hoặc là những câu hỏi của anh em ở trong game. Hoặc là muốn thắc mắc về những vấn đề gì thì hãy cứ bình luận ngay nhé. Quỷ thư cùng cung, bàn tay công lý, lời thầy hộ vệ. Đây, cùng cung cho Hammer đi. Trong này thì có một chút cái lượng người tốc đánh. Mình sẽ lấy thử. Cấp độ 9 rồi, hai nhà này cấp 9 nhanh nhở. Mình cũng phải lên cấp 9 rồi tìm Hammer 3 đây. Tại vì biết đâu lại có đang bị dư một con Pistover này. Rồi. Tôi Jerry 3 ở nhà này mãi mãi là Jerry 1 sao ạ. 6 Zaun biến đổi cũng kinh. Nhưng mà hai con nhân vật chính của trong bộ tộc Zaun thì đã ở trong đội hình nhà mình. Mà nó lại là 3 sao hết rồi. 9 Demacia. Ghê đấy. 9 Demacia này cũng hơi căng đấy. Có tiền không? Ôi, một chút tiền và bao tay đạo tặc. Không biết là có trụ đến được phiên đi chợ sắp tới hay không. Để mình có thể kiểu lấy thêm một ấn tộc hệ.
như Pitover à, hoặc là không kiểu Zaun đi, Zaun thì chắc là ngon hơn. Thì sẽ xếp những cái con mà lùng củng lên đầu cho nó bay màu trước anh em ạ. Sợ bạn này thua nhiều quá, trận đấu nó diễn ra cũng hơi nhanh. Ui, Jerry kìa anh em, để con Jerry này, cả Ugot nữa, hai con trùng cuối rồi. Đánh sao, đánh sao lại bây giờ. 63 tiền. Bạn này còn 25 máu. Cứ một stack win là anh em có thể bán đi và lấy một cái nâm châm ma thuật này nhá. Mình sẽ hút đồ ra chơi thử. Chứ bây giờ mà giữ lại thì thanh niên này bay màu sớm quá. Mình đang muốn roll tiểu kiểu kiểu cho con đầu hàng luôn rồi. Vãi cả nồi. Ok, một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nha. Đừng quên là dập nát nút like để có thể ủng hộ mình nha. Bye bye.